Xin chào quý bạn đã quay lại kênh Thiết bị Công nghệ Vận tử. Và hiện tại thì cũng có các bạn cũng cũng có hỏi mình, và rất nhiều lần các bạn hỏi là hiện tại bây giờ mình đang sử dụng một chiếc camera iMount và mình muốn xóa dữ liệu của chiếc camera iMount thì là vào đâu. Thì mình xin hôm nay mình làm cái video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa dữ liệu của chiếc camera iMount. Và lưu ý giúp mình nhé. Khi các bạn xóa dữ liệu thì các bạn sẽ không lấy lại được dữ liệu nữa đâu các bạn nhé. Nên lưu ý giúp mình là các bạn hãy suy nghĩ một cách chắc chắn là khi chúng ta xóa bỏ cái dữ liệu đi thì tỷ lệ chúng ta lấy lại sẽ không có nữa các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa dữ liệu của chiếc camera iMount ở trên điện thoại. Và lưu ý thì các bạn sẽ sử dụng với việc là xóa, chúng ta sử dụng với tài khoản chính. Còn các tài khoản phụ thì các bạn sẽ không xóa được, nên lưu ý giúp mình. Tài khoản chính ở đây là tài khoản như thế nào? Tài khoản chính nó là tài khoản các bạn cài đầu tiên, là cái số người đăng ký chính chủ, hay là các bạn là số điện thoại cài lúc đầu tiên khi chúng ta sử dụng chiếc camera iMount. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn với tài khoản chính nhé. Còn tài khoản phụ sẽ không làm được, nên lưu ý các bạn sẽ không phải phải hỏi là các bạn tài khoản phụ có reset được không. Đấy là một cái câu hỏi mình sẽ chia sẻ luôn. Tài khoản phụ sẽ không xóa được dữ liệu của chiếc camera iMount, với tài khoản chính thì mình xóa được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta xóa dữ liệu này. Chúng ta bấm vào chiếc camera đó và các bạn sẽ bấm vào lục giác trên cùng của chiếc camera, và chúng ta sẽ kéo phần xuống dưới là trạng thái lưu trữ cục bộ, và chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng, và chúng ta sẽ nhìn thấy chữ định dạng vào đây, và chúng ta bấm đây và chúng ta bấm định dạng là toàn bộ dữ liệu của chiếc camera ở trên thẻ nhớ đã mất đi. Và lưu ý cái việc là xóa dữ liệu của chiếc camera iMount thì các bạn xóa có lựa chọn xóa một ngày nào đó được không. Thì hiện tại ở trên điện thoại thì các bạn sẽ không xóa được cái kiểu như vậy các bạn nhé. Chỉ có cách xóa là xóa toàn bộ dữ liệu của chiếc camera lưu ở trên thẻ nhớ. Lưu ý giúp mình. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, và mình đã hướng dẫn các bạn cách là chúng ta xóa dữ liệu của chiếc camera iMount ở trên điện thoại. Và trong quá trình xóa dữ liệu, các bạn không hiểu chỗ nào thì các bạn comment hay nhắn tin Zalo số điện thoại ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, và cảm ơn quý bạn đã theo dõi video. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy chia sẻ giúp mình cái video này cho những người chưa biết giúp mình. Và trong quá trình theo dõi video, các bạn thấy thấy video hay và bổ ích thì các bạn hãy bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh và nút chuông giúp mình, để khi mình có một cái video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích về những cái sản phẩm camera hay những cái video về thiết bị công nghệ mới thì các bạn sẽ nhận được ngay, và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, và rất mong quý bạn hãy ủng hộ giúp đỡ, bấm đăng ký kênh và nút chuông. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.